Dạ, xin kính chào tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Thưa quý bà con, thì hôm nay tôi tiếp tục quay lại cái câu chuyện của là út lợn chim sâu, út gà. Thì trước khi chia sẻ vào câu chuyện này thì tôi cũng xin kính chúc đến tất cả các gia đình bà con có một năm mới luôn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thưa quý vị, thì những ngày vừa qua là tôi cũng đã lên cũng chia sẻ rất nhiều về tất cả các khía cạnh liên quan đến là cái nhóm của là Út Hà và của Út Gà liên quan trong câu chuyện của chim sâu. Thì một trong những cái mà tôi muốn xoáy sâu vào đó là cái bản chất của những con người này, họ vô cùng bất chấp, quá bất nhân. Họ lợi dụng một con bé tâm thần để mà họ kể như là kiếm ăn trong cái tình thương của mạnh thường quân. Ở đây là một trong những cái thì gia đình của chim sâu, đó là chị Bán đó, cũng đã từng đâm đơn. Tuy nhiên vì cái một cái số vấn đề cái việc riêng của gia đình, cho nên chị cũng tạm thời gác lại cái sự vụ này. Và đến bây giờ cái sự vụ này đó thì không biết rằng là chị Bán có tiếp tục nữa hay không. Tuy nhiên đó, tôi thấy rằng cũng cần lên tiếng để cho cộng đồng mạng, nhất là một số bà con mạnh thường quân đó, để họ thức tỉnh, để họ nhìn ra cái bản chất trong cái câu chuyện này. Vì bản thân chỗ con út lợn đó, thì bản thân nó, xin thưa với con là cái như nó không phải là một cái kênh thiện nguyện chân chính, mà một trong những cái kênh thiện nguyện trá hình, mượn cái như là hai cái từ thiện nguyện để kiếm ăn thôi. Chứ thật sự bản thân con này nó không có một cái tâm đức gì cả. Ngày xưa cái câu chuyện này tôi cũng nói hoài nói mãi thôi, tất cả các cái hoàn cảnh nó quay đó, thì bà con hãy nhìn nhìn lại cho hết đi. Những hoàn cảnh nó quay, cái hoàn cảnh nào mà cái thấy rằng cái như là cái nhân vật nó quay mà được làm cái như là nên anh nên làm ra không, hay là cái hoàn cảnh nào nó quay cũng là ăn mày trên không gian mạng một cái thời gian dài bệnh dịch. Thậm chí mà cái Lâm Tứ bây giờ mà nó vẫn còn đi bảo vệ cho Lâm Tứ. Lâm Tứ bây giờ nó vẫn còn bảo vệ Lâm Tứ, bảo rằng Lâm Tứ bây giờ đó lúc nào lên đó nó cũng bảo rằng nó sẽ tìm việc cho Lâm Tứ làm, sẽ coi như là chuyển hướng chuyển đồ để cho Lâm Tứ có một cái công việc làm ổn định. Mà tôi nói cả mấy năm trời nay, cả mấy tháng trời nay đó, rồi Lâm Tứ nó làm được việc gì? Không làm bất kỳ cái chi đó, ngoài cái việc mà lên đó mang cái mặt lên đó rồi đỡ quay để ăn mày trong cái tình thương của cộng đồng thôi. Đấy. Mà khi mà cộng đồng mạng lên tiếng bảo rằng nó tại sao mà bây giờ mình là một kênh thiện nguyện mà cứ tập trung vào chỗ chim sâu Lâm Tứ, mà mình là một kênh thiện nguyện tại sao lại đi gọi là đi cướp con của người ta giờ làm con riêng của mình vậy, rồi lên kêu gọi bất chấp vậy. Thì bản thân nó trời ơi, tôi đi làm việc phước việc nghĩa, đi làm cái việc ý nghĩa vậy mà tại sao cộng đồng mạng nói đâu quý vậy. Cái dạng đây nó thật sự quý con là bây giờ nó đã lỡ rồi, nó đâu có còn sợ lát đâu. Vẫn mài cái mặt lên cộng đồng mạng thể hiện một cái sự tử tế. Hôm nay đó quý bà con, tôi thấy một cái clip phim mà nói với chim sâu gọi ra đếm cái tiền lì xì đó, là không biết là cái tiền lì xì như thế nào. Tuy nhiên đó, trong quá trình đó thì chỗ có Út Lợn nó có một cái hai lời chia sẻ liên quan đến là chị Bán, thì tôi cũng muốn chia sẻ cái khía cạnh này đến với bà con chúng ta. Sao vậy? Sợ mẹ bán nó bắt con mới mệt á. Trời ơi, cầm bậy bạ không? Mẹ mình thì mẹ ruột thì Khoan mình khoan về nè bà ơi. mình vui vẻ Khoan với bà. mẹ đi. Con có mẹ bán không? Con gặn bà hôm trước rồi cưa Thôi quên. thôi thôi mà con dặn hoài vậy không có tốt mà. Bà con thấy à, cái thời điểm trước đó là chim sâu nó đi đâu nó cũng là nó cũng tự hào về cái mẹ bán của nó. Lúc mà chưa có con út lợn đó, chưa có con út lợn mà nhảy vô đó, chim sâu nó đi đâu nó cũng nói về mẹ của nó. Nhưng từ lúc có con út lợn nhảy vô mà đỉnh điểm là lúc mà nó thật sự có con út lợn nó đưa chim sâu về tại Vĩnh Long đó, là nó nhồi nhét vô đầu con chim sâu, nó nhồi nhét vào đầu chim sâu là cái như là mẹ bán là một trong những người thế này thế nọ kia. Và câu chuyện bà con cũng nhớ rồi, liên quan đến con dao 25.000 và vết sẹo trên tay đó, là đây cũng là một trong những cái bài đó mà con út lợn nó cũng cố tình nó đưa ra để chi, để gây cho một cái sức ép ở cộng đồng đó, để cho người ta nhảy vào tấn công chị Bán, để cho chị Bán không còn cơ hội để mà đón rước chim sâu.
để chim sâu ở lại đó là trở thành một cái miếng mồi ngon cho nó. Nhưng cộng đồng mạng là trong suốt một khoảng thời gian dài, từ lúc mà chị Bán bước về cái đất Vĩnh Long đó, mà vô nhà chim sâu đó, với cái thái độ mà trơ trẽn mắc nết, vô nhân đạo của con út lợn đó, thì cộng đồng mạng là càng thêm bức xúc. Và từ đó đó bà con thấy không, con út lợn lúc nào nó lên đó, nó cũng là một thể hiện mà trời ơi, mà con không có mẹ thì con ở đâu con chui ra, con không có mẹ thì con thế nào thế này thế nọ thế kia. Cái ông nậu mày mày đã biết cái việc là cái con của người ta cũng có cha có mẹ, con có cha tớ có thầy, đây là một trong những cái câu cái như là châm ngôn từ trước đến giờ đấy. Mà mày nhận con của người ta đến lúc mẹ của nó xuống rồi, mày cái là thể hiện một cái lối sống gọi là lưu manh côn đồ đó, rồi mà ra mà trấn áp bả, mà ra mà xúc phạm bả, đến bây giờ chim sâu nói cái chi liên quan tới mẹ nó là xem như là nó cũng có những cái gọi là chữa quê. Cộng đồng mạng trong suốt khoảng thời gian chữ quá trời rồi, bây giờ mang chắc là đi chữa quê đó. Nó không có mẹ làm chi có con. Nếu như mày là một con người ông lợn, mày hiểu được cái vấn đề đó, là chim sâu cũng do cũng có cha có mẹ sinh ra đó, thì mày không bao giờ đi cướp con người ta một cách trắng trợn vậy đó. Mà phải tôn trọng một cái thực tế đó, là chị Bán là mẹ của chim sâu, và ngay cả cái thằng anh nuôi và con chị nuôi đó cũng phải tôn trọng cái vấn đề này đó. Chứ không phải thằng anh nuôi lên miệng lên mạng cộng đồng mạng nó phát ngôn đó là chị Bán mà muốn rước chim sâu về, phải chứng minh đó là chị Bán là mẹ ruột của chim sâu. Bà con thấy cái thằng nó mất dạy chưa, con của người ta đó, rồi nó bắt về, nó bắt về gọi là nó chài mồi mạnh thì muốn cho đã. Rồi người mẹ muốn mà đi xuống bắt con mình lại đó là phải chứng minh bả là mẹ ruột, nó còn không chứng minh được mẹ ruột thì nó không có giao. Đây là một cái xã hội văn minh, một xã hội là thượng tôn pháp luật. Vậy mà nó thật sự quý bà con đó, nó lên gọi là nó có những cái thái độ mà vô cùng mất dạy như thế. Sao nữa, không có mẹ đẻ con ra ai đẻ? Nó bảo không chơi, làm sao con lòi ra được? Mày biết câu đấy là mày giỏi rồi đó, biết câu đấy là mày khôn ra rồi đó. 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 Nếu không có chị Bán thì bây giờ mày cũng không có miếng ăn, đúng không? Chim sâu là nó thật sự nó là cũng được chị Bán sinh ra, mà nhờ chị Bán sinh ra cho nên bây giờ mày mới có miếng ăn đó. Mày mới lên cộng đồng mạng, mày gọi là một cơn thiện nguyện đó. Chứ còn không có chim sâu đó, thật sự mày muôn đời vẫn là một cái con gọi là cũng chẳng có ai biết mày là ai đâu. Mày cũng giống như út gà thôi, lợi dụng vào đó là bắt đầu là quay lên rồi PR, rồi lúc nào cũng mẹ mẹ con mà nó sao kỳ đó quý bà con. Mỗi khi mà tôi nghe con út lợn đó nó xưng nó là mẹ của chim sâu mà tôi thấy sao mà nó gớm lạ gớm lùng đó. Mày xưng gì xưng ba dơ vậy, con của người ta rồi mày bắt về đó, rồi bây giờ mày tự nhận làm mẹ làm đồ. Rồi đừng, đã nhận con người ta làm mẹ là làm con đó thì đừng có đưa lên mạng nữa. Đằng này đưa lên mạng cũng chài mồi, đưa lên mạng cũng là rên cũng than cũng khóc. Dạng chi mà kỳ đâu quý vị. Mệt quá, bây con phải nghĩ lại là con ở đâu ra, bộ con chứ bộ tre ra lộn mấy Con ở con lấy đất hương chui lên nó nè đi. Trời, nó bậy Con nói bạ, hồi nào giờ có ai ở dưới đất nẻ chui lên đâu ta. đấy là con thơ. À, ngày xưa đó chim sâu nó vẫn là biết nó là được mẹ sinh ra, nhưng mà từ lúc mà được con út lợn nó dẫn về dưới Vĩnh Long một thời gian đó, nó dạy nó đào tạo sao mà con nhỏ càng ngày càng mất dạy, càng ngày càng hỗn láo ha. Đó, bây giờ nó chấp nhận nó từ đất nẻ chui lên, nó không có chung là nó tránh các cội các nguồn đó, cũng chính từ cái vấn đề mà chỗ con út lợn với chỗ thằng anh nuôi đó. Mà trong suốt khoảng thời gian vừa qua lên mạng cái ra rả bảo rằng chị Bán chứng minh đó, liên quan vết sẹo và con dao 25.000, rồi yêu cầu chị Bán chứng minh rằng là mẹ ruột chim sâu đó, cũng chính từ những cái lời của cái dạng gọi là cái như là vô học thức, như cái thằng anh nuôi và con út lợn đó. Cho nên bây giờ chim sâu nó bị tiêm nhiễm cái vấn đề gọi là cái như nó không có thừa nhận nó là còn cha còn mẹ, mà nó là nó thừa nhận bây giờ nó từ đất nẻ chui lên là một đứa trẻ là không có cội có nguồn đó. Đó cũng chính từ đâu cái hậu quả mà út lợn gây ra đó. Mày bây giờ tao nói mày bây giờ
không biết mà mày làm thiện thế nào cho riêng, mà tách con tách mẹ người ta rồi mà nhồi nhét vô đầu chim sâu những cái mà luận điệu những cái vấn đề trong suốt khoảng thời gian dài đó, thì nó thật sự mày không có phải là một cái con người nữa. Bây giờ mày không có làm cái chi mà nó thật sự đi, đi đi thoát khỏi cặp mắt nhìn của cộng đồng đâu, nó làm cực kỳ bá dơ. Ngày Tết ngày tư đó rồi nó thật sự cũng là quay lên bà con thấy hôm nay liên quan cái phim này, bà con thấy là dì ba con Mai rồi đó quý vị. Đó là dì ba con Mai đó, cái bà mà ngồi dì ba mà đếm cái phong bì đó, đó là dì ba con Mai đó. Sẵn tôi nói luôn, cái dì ba nó như vậy đó vẫn đi bán vé số kiếm sống, mà nó không có giúp cho bà một xu, mà nó bảo rằng nó xây cái nhà làm cái nhà cho chim sâu vì thương chim sâu. Bà con nghĩ nó thương không? Nó thương dữ không? Rồi nó thương sao mà cái hôm qua là tôi cũng có công chiếu một cái đoạn thằng chồng của nó là thằng chồng hờ thằng Hiếu đó, gặp chim sâu, chào nó cũng tránh buồn chào lại. May mà quay thức phim á, nó mới nói một câu ừ khỏe chẳng có gì đâu, chứ còn không quay thức phim tôi nghĩ quý bà con á là nó chắc lơ 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 bỏ đi luôn. Cái dạng đó dạng một tập đoàn kiếm ăn dơ đó, đi lợi dụng con người ta kiếm ăn cho đã, rồi cái như là khi mà cộng đồng mạng phát hiện rồi đứng lên tố giác rồi tẩy chay cái băng nhóm này đó là mạnh đứa nào nói chạy đó. Bây giờ con út lợn là do thế này nó còn dính dáng chỗ, nó còn làm cái kênh đó, cho nên bây giờ nó cũng không thể mà nó buông chim sâu nó chạy được. Nó buông chim sâu chạy cộng đồng mạng ai xem nó ra chứ, nó cũng phải cố đấm ăn xôi thôi đó không. Mà bây giờ là có cái sự mà gọi là trợ giúp bảo trợ của bà Năm Gỡ nữa thì nó mới ăn lâu dài. Cứ làm chứ làm cứ đúng hẹn họ lên thôi. Năm Gỡ một tháng gửi cho 1.000 đô là thật sự ra cỡ con út lợn với Long Tứ chim sâu là anh mờ mắt luôn không hết đúng không. Đấy, thật sự vẫn còn có những người gọi là cái như là thiếu iốt như Năm Gỡ bây giờ mới nuôi được cái con út lợn nè, như Long Tứ chim sâu nè. Chứ còn tôi nói bây giờ mà Năm Gỡ mà bỏ cuộc, Năm Gỡ mà buông tay đó thì út lợn nó cũng buông thôi đó. Bày đặt bây giờ mà lên mà bảo rằng chim sâu cũng có cha có mẹ, chim sâu cũng có tổ tiên ông bà, mày đã biết cái dạy sao ngày xưa mà đi ăn cướp con của người ta, mày biết dạy tại sao ngày xưa chị bán xuống rồi mày lại hững hờ, mày lại là có những cái lời lẽ mất dạy như vậy đó không. Nếu như mày biết cái dạy đó là ngày xưa mày xuống mà phải tôn trọng chị bán đó, mày phải hiểu rằng người ta đang trong những cái gọi là cái khó của người ta, cho nên người ta để con lại quê nhà đó, rồi để nhờ cái sự cưu mang đùm bọc của chồm xóm láng giềng dưới ngoại của chim sâu, người ta vẫn gửi tiền về hàng tháng đó, người ta đâu có hất hủi đâu có bỏ con đâu, mà do cái miệng của mày đó út lợn, cái miệng của mày đó mà do cái miệng thúi của mày ra mày bảo rằng đó là chim sâu là mẹ, chim sâu là buông bỏ, mẹ chim sâu không có quan tâm, mẹ chim sâu thế này thế khác kia, cho nên cộng đồng mạng thời điểm đó nhìn cỡ chị bán là chấn ra một cái thở thống chi hết trơn trời. Người ta nghĩ rằng chị bán bỏ chim sâu thật, rồi bây giờ chị bán quay về đây để đòi con đó là do có Mạnh Thường Quân đó, người ta nghĩ vấn đề như vậy đó, cho nên cộng đồng mạng cái thời điểm đó cái một số fan cuồng nhảy tấn công chị bán đó, nhảy tấn công quá trời, chữ chị bán quá trời, lúc chị bán bước xuống nhà chim sâu cũng bị chữ đó. Một cái dạng chi mà lũ bay làm bay phải biết cái hậu quả bây giờ chứ. Làm bừa làm đại, làm một cơn thiện nguyện giống đi ăn cướp của người ta đó, làm thì ít hô cho nhiều đó, làm rồi dựng trò dựng cảnh, làm nhà làm cửa, rồi cuối cùng bây giờ đó rồi nhà cửa cũng chuyển đi từ lưa âm binh. Bây giờ nó kết luận luôn, bây giờ cái nhà hiện bây giờ đó ra di chuyển ra vị trí là cho luôn chim sâu đó. Cho gì đất đấy cũng đất dự án dài bữa bay, thật sự bay dọn đi là không có kịp ngáp đó, trời ngồi đó mà cho luôn. Không phải có cội nguồn, cũng phải có người sanh đẻ mình ra. Ủa đẻ bằng ơ quá thầy chạy đi. Để mẹ đi, bà có công sanh này thôi. Rồi bây giờ cuối cùng Long hẹn như nào về? Rồi cái vấn đề tại sao mày cũng biết là có người sinh người đẻ, sao ngày xưa mày không thừa nhận cái điều này đi. Ngày xưa mày lại đi cổ xí cho chim sâu, rồi mày là suối chim sâu rồi đó, từ mẹ từ đồ đó không. Tôi nói đầu dây mối nhợ cũng do con út lợn này ra hết trơn đó. Một cái con nó làm kênh đó, làm cái thiện nguyện mà nó ba dơ chứ đó. Rồi liên quan chỗ bà út gà đó,